lướt một vòng tiktok xem nào, chị này đang làm gì với cái hàm của mình đây? cái gì? tháo được hàm ra thế này á? À? đây là hàm giả tháo lắp có tác dụng thay thế răng tạm thời nhưng nhược điểm của hàm này là không đẹp tự nhiên như răng thật, không ăn được đồ quá dai hoặc quá cứng, phải tháo ra lắp vào để vệ sinh thường xuyên. đã thế còn không thể khắc phục được tình trạng teo xương. các bạn nhé. lướt một vòng tiktok xem nào, cái gì? sao lại có cục thịt trong miệng thế này? Đây là tình trạng răng sữa đang mọc nhưng do lợi quá dày nên răng chưa thể xuất hiện trong khoang miệng. Để lâu sẽ gây ảnh hưởng làm xô lệch các răng bên cạnh. Trong trường hợp này thì phải làm phẫu thuật rạch lợi để tạo khoảng trống cho răng mọc lên. Các bạn nhé. Để xem uh, TikTok hôm nay có gì hay nào. Ủa, cái gì đây? Sao bác gái đau này? Làm gì nhỉ? Lấy dấu thì không phải. Nhổ răng thì không. À lệch quay hàm rồi nhìn đau quá đây là chật khớp thái dương hàm hay còn gọi là sái quay hàm nguyên nhân là do lùi cầu xương hàm dưới bị chật ra khỏi ổ khớp cái này thì thường xảy ra sau khi mà há quá to ngáp quá dài hay là thậm chí là mình ăn một cái miếng ăn quá lớn hoặc là có thể xảy ra sau khi mà xương hàm dưới bị chấn thương nếu như các bạn đang có các thói quen như nhai kẹo cao su quá nhiều ăn đồ ăn quá dai thì có thể sái quay hàm đang tìm đến bạn đấy